Xin miến chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ mở hộp cái con bóc luôn cả cái con này ra cho các bác xem là nó như thế nào nhé. Các bác thường quan trọng cái tem, cái mác. Đây, hộp đầy đủ của nó đây các bác nhá. Tháo tay mic ra cho các bác xem. Và để em nghĩ xem là tháo cái gì trước. Tay mic vàng các bác nhá. À, màu sữa nhá. Tháo này. Hai ốc. Mở nội thất xem. Cho các bác em làm video clip cho các bác tham khảo các bác nhá. Đây là cái củ mic của nó nhá. Kệ nó đi, tháo tiếp để các bác xem biết là hàng xịn nó như thế nào và hàng dởm nó như thế nào. Dởm thì không dởm nhưng mà nó kém chất lượng hơn chút thôi. Nó là mẫu loại 2 chứ còn như của em thấy là đây, tất cả các mic em test rồi, bây giờ em bóc tem ra này xem cho các bác xem là hàng chất lượng nó như nào. Video này nó khá dài các bác. Mở ruột. Tí nữa em còn mở cả cái gì nhỉ? Còn mở cả cái thu cái đầu phát cho các bác. Video này thật ra là nó hơi bị dài vì nó liên quan đến cả tháo từng con ốc. Em muốn làm cái video nó chân thực nhất cho các bác xem. Cái nút này ra thì mới đẩy được này ra. Đấy, đây nó vẫn còn ốc bên trong, rất là ấy các bạn, nó rất là nhiều ốc. Em nói thật là em bán rất nhiều UGX10. Đây, các bác, tại sao mà các bác bảo là mic của em bên ngoài nó không có tem? Các bạn, bên ngoài em không có tem, chỉ có cái tem của em thôi. Đấy, nhưng bên trong các bác nhìn này, tem của nhà sản xuất tháng 3 năm 2018 các bác nhé. Tháng 3 năm 2018. Và đấy, các bác xem microphone này, các bác xem những cái bên trong nó này, đều là hàng rất là chất lượng các bác nhé. Đấy, vì mạch nó như này thì các bác biết là nó rất nhiều linh kiện, rất là dày. Các bác yên tâm về chất lượng nha. Đấy, em cứ bóc cả cho các bác chiêm ngưỡng nó như nào. Đấy, cái mắt hồng ngoại của nó đây, tụ trở IC rất là đẹp. Đấy, các bác thấy rất là đẹp. Đây là cái thu phát sóng của nó. Rồi bây giờ em sẽ tháo tiếp, bỏ riêng cái phần này ra. Em sẽ tiếp tục tháo tiếp một cái bình thường các bác thấy là ít người tháo cái tay mic đúng không? Nhưng em tháo tay mic ra cho các bác xem. Rồi bây giờ em sẽ tháo tiếp cái đầu thu. Mấy ốc to các bác nhá. Ốc to để nó có cái đây này. Nó có cái hai cái này này. Các bác bắt vào trong trong cái bộ dàn, cái
cái tủ âm thanh, nhưng mà nhiều bác không có tủ thì thôi, không cần lắp. Đấy, em cứ bổ luôn cho các bác. Thật sự là em muốn làm cái video này từ lâu rồi, nhưng mà chưa có thời gian các bạn. Công tác này, công việc nó nhiều quá, thật ra em cũng chưa có thời gian. Em sẽ làm cái clip bóc hết ra cho các bác xem. Vì nhiều bác hỏi là muốn xem main nó như thế nào. Thật sự là các bác muốn main, xem main thì thường chỉ có xem cái bên ngoài thôi, bỏ cái tháo pin ra thôi, nhưng mà cái pin đấy nó không quan trọng. Em cứ bóc cả xem, các bác xem cái ruột gan của con này. Đấy, xem ruột gan của con này là chuẩn nhất. Đấy, tem nó trong đây rồi, chứ không phải là tem dán ngoài nữa. Đấy, tem dán ngoài chỉ là người bán người ta dán thôi, nhà sản xuất người ta đết rất mới, tháng 3 năm 2018 luôn. Đấy. Còn cái củ và cái đầu thu này thì nếu mà bác nào tinh ý là các bác biết. Thật ra các bác tham khảo trên mạng thì thật sự là nó cũng nhiều người chia sẻ. Nhưng em làm cái clip chủ yếu là up lên cho bác nào mua hàng của em đấy. Bác ấy biết là hàng của em, bác ấy muốn xem ruột nó như nào thì em bóc lên cho các bác xem. Rất là khít các bác nhá. Đây. Không phải phân tích nhiều các bạn. Hai đầu này là hai đầu thu phát. Hai đầu thu phát của con UGX10. Đết đây. Đết cùng với ngày trên cái tay mic. Trên cái tay mic các bác nhá. Đấy, đết cùng nhau luôn. Đấy. Tháng 3. Và trên đây thì nếu các bác nào biết thì nó rất nhiều các linh kiện IC giải mã. Đây, con STC đây. IC giải mã rất là nhiều. 4558 rất là nhiều. Và quan trọng nhất là hai cái thu phát sóng này các bác nhé. Thu phát sóng này. Đấy, các bác thấy nó có đẹp không? Ở trên cái này là cũng có con IC LED hiển thị. Hai con IC LED để hiển thị tần số sóng gì đó. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Chi chít linh kiện luôn các bác. Em làm video clip cho những bác nào mà muốn xem nội thất của nó thì em sẽ gửi cái clip này cho các bác đấy. Đây. Cái QC pad đây, cái này nó còn dập luôn trên này. Chứ không phải là dán giấy nữa các bác nhá. Nó dập luôn. Đấy. Các bác yên tâm về chất lượng nhá. Tháo vào tay mic. Nên các bác hỏi tại sao hàng của em lại không có những cái tem dán ngoài. Em bảo là không cần. Em là đại lý phân phối lớn. Đâm ra người ta sẽ dán tem trong hết cho em. Còn ngoài thì nó không có tem đâu. Vì ngoài em còn muốn bán cho những bác không, bán cho những bác mà không muốn cho ai biết là lấy hàng của em các bác nhá. Em phân phối rất nhiều mic UGX10. X89, X10 rất nhiều. Đấy. Các bác yên tâm, tem được dán hết bên trong. Đấy. Niêm phong hết rất cẩn thận. Bên ngoài em sẽ dán một tem của em. Hoặc là bác lấy buôn thì các bác biết rồi. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé. Rồi, ok. Cảm ơn các bác, chào các bác. Hẹn các bác ở những video sau nhé. Chào các bác.